Chào mừng quý vị đã quay trở lại với chương trình Siêu Sao Siêu Sale. Và hãy cùng chào đón người dẫn chương trình của Siêu Sao Siêu Sale, nghệ sĩ Trường Giang. Xin chào mừng toàn thể quý vị đã đến với chương trình Siêu Sao Siêu Sale, cười thả ga mua sắm đã. Quý vị thân mến, chương trình của chúng tôi được phát sóng vào lúc 21:10 thứ hai hàng tuần trên HTV7. Và buổi tối ngày hôm nay, vẫn như những buổi tối khác, chúng tôi xin trân trọng giới thiệu những nhân vật không thể thiếu của chúng tôi. Đầu tiên đó chính là Ông Hoàng Dầu Gội và Ba Hoàng Lây Lội, Tiến Luật, Lâm Vĩ Dạ. Những chàng tinh tế lắm mưu nhiều kế, Quang Trung và Neko. Cặp đôi hoàng tử Hào Hoa và công chúa Điểu Đa, Võ Tấn Phát, Jun Vũ. Ông Hoàng Lịch Lãm Quý Khánh và hoàng tử Cui Tánh, Vinh Râu. Quá xuất sắc, không biết bằng thế lực nào mà hôm nay chạy quá đẹp. Và hôm nay trong tất cả trang phục này là một trong những mẫu hình ngày xưa mình chọn, đó chính là hoàng tử và công chúa. Ngày nay hai công chúa xin mời lên. Mời công chúa. Không, mời công chúa. Lát nữa bước tới mẹ công chúa. Mà công chúa, cô bé lọ lem quá vậy. Ngày xưa ước mơ là gì? Dạ em muốn làm hoàng tử. Hoàng tử sao kỳ, con gái mà ước mơ. Ý là tại vì là em thích chơi những cái trò mà vận động mạnh á, nên là em có ước mơ nó hơi lạ một xíu. Mặc dù nhỏ coi nhưng mà rất là nhiều sức lực ha. Còn mình sao? Thôi dạ em ước mơ. Rồi cảm ơn em xong rồi. Chúng ta đã tìm ra chiến thần livestream của Siêu Sao Siêu Sale. Thì ngày hôm nay chúng ta không ước mơ làm hoàng tử hay công chúa, cũng không sao cả, chúng ta sẽ có hoàng tử và công chúa xuất hiện buổi tối ngày hôm nay. Chúng ta chào đón 4 vị khách mời buổi tối ngày hôm nay. Đây, Trương Thảo Nhi. Đây chúng ta có hai công chúa và có hai hoàng tử ngày hôm nay xuất hiện. Bây giờ chúng ta sẽ mời hai bạn nữ giới thiệu trước đi nào, xin mời. Dạ, em xin được chào tất cả khán giả đang theo dõi chương trình. Em xin được chào tất cả các anh chị. Em là Thái Trinh. Ngắn gọn xúc tích. Rồi. Gái tiếp theo. Dài dòng nằm bên đây nè. Không, em bây giờ em ngắn lắm. Em trưởng thành rồi. Em xin được phép giới thiệu, em tên Trương Thảo Nhi, em đến từ Cam Ranh. Wow, tưởng đi thi hoa hậu không đó Nhi ơi. Rồi, Tăng Phúc. Em xin gửi lời chào đến tất cả quý vị khán giả. Em rất là vui vì tham gia chương trình được gặp mọi người. Và hy vọng mọi người lát em kể chuyện không mắc cười nhớ cười giùm em. Cảm ơn quý vị. Ô Tiết. Dạ, con xin phép chào tất cả quý vị khán giả đang xem chương trình Siêu Sao Chúc Sao Chúc Sao Chúc 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 Sao. Rồi xong. Ây da. Siêu sao chết rồi em ơi. Bắt đầu con xin được chào lại ạ. Không, chào tiếp đi. Con được xin được phép chào anh Quang Trung. Con hả? Ủa gì vậy? Con xin chào anh Quang Trung. Chào chị Tiến Luật, chào chị Dạ, chào chị Nhi, chào chị Trinh, chào anh Phúc và chào chú Giang, chào chị Jun, chào anh Phát, chào em, chào anh Vinh và chào anh Khánh ạ. Con ơi, chú nói con nghe là chú nhỏ hơn anh Khánh con một tuổi đó. Con chào cái kiểu đó kỳ cục quá. Chủ yếu là mang lại niềm vui thôi, tiếp tục đi nào. Dạ con là Otis và con là hiện tại con là diễn viên. Quá tuyệt vời. Bây giờ chúng ta sẽ có 4 vị trí này, ai chiến thắng trò chơi sau đây bằng cách trụ được lâu nhất thì sẽ được quyền chọn đầu tiên. Yep. Bây giờ một người sẽ bế một người bế ngang. Thôi, đấy, tôi thua. Làm sao bây giờ tôi bế được? Nội lực, được. Đội nào trụ lâu nhất, đội đó chiến thắng. Ở vị trí đầu tiên, 3, 2, 1, bế. Bế
cao nữa mọi, phía cao nữa mọi. Ôi phát lời quá. Trời ơi. Anh Luật cũng có ngày hôm nay. Anh ơi, anh phải tính thở, em lo cho nó xương sống. Đúng rồi, gác cao lên. Anh Khánh sợ quá. Trời ơi. Anh Khánh ơi. Đã không vững mà còn thọt người ta nữa. Chạy bước té, chạy bước té đó. Mệt em à. Sao mà em nặng bằng bên đó được? Này con nhiêu ký này con? Em là 6-7 ký. Ôm cổ anh đi nghịch rồi. Rồi tiếp tục chuẩn bị 3, 2, 1 coi chân phải. Coi chân phải hả? Co chân trái, chân phải vẫn co. Rồi, vợ tôi phát, chị phát. Thôi chơi vậy thì bên đó quá lợi thế rồi. Mập ốm là mình phải tự chủ động mình thôi, xui mà. Được chọn đầu tiên đó là vợ tôi phát và chui vỗ, xin mời chọn. Mình chọn mỏ hổn đi. Ý anh là Đăng Phúc hả? Đăng Phúc. Ở đây hổn nhất là có mình Phúc thôi. Đúng rồi. Rồi, Quang Trung. Tại vì trải qua nhiều cái game rồi, mình nghĩ là mình cần người có thể lực. Otis. Otis. Yeah. À, hai đứa gái vô đây. Tiến Luật. Lâm Vy Dạ. Chị hỏi đây ai có thể lực ạ? À? Không có thể lực, em không có gì hết. Em chỉ có một trái tim chân thật. Nhưng em có tụi tôi. Hay lắm. À, có hài lòng với sự lựa chọn của mình? Tôi quá hài lòng bởi vì tôi không còn sự lựa chọn nào nữa. Trò chơi đầu tiên bắt đầu ngay sau đây. Siêu sao siêu sale có hai thử thách chính. Thông qua hai trò chơi, bốn đội sẽ tích lũy được số điểm dựa trên thứ hạng của đội mình. Trò chơi thứ nhất, hạng nhất cộng 3 điểm, hạng nhì cộng 2 điểm, hạng 3 cộng 1 điểm, hạng 4 0 điểm. Trò chơi thứ hai, hạng nhất cộng 6 điểm, hạng nhì cộng 4 điểm, hạng 3 cộng 2 điểm, hạng 4 0 điểm. Tổng điểm thành tích sau hai trò chơi sẽ quyết định số tiền voucher khuyến mại cho phiên livestream vào cuối tuần của các đội. Đây là trò chơi đầu tiên. Đưa công chúa về nhà, mời bốc thăm. Bốc đi dạ. Bàn tay may mắn. Hóa giải đi em, hóa giải lời nguyền đi. Số nào sẽ chơi với số đó? Số 1 chơi đầu tiên. Rồi, màu vàng sẽ chơi với màu hồng. Tên Thảo khấu kìa. Đại đợi giúp em cột quần lại. Chúng ta có luật chơi như sau. Hộ tống công chúa. Mỗi đội có 3 người chơi. Hai đội sẽ đối kháng với nhau trong mỗi lượt. Mỗi đội chọn 2 người để làm kiệu. Người chơi còn lại hóa thân thành công chúa, mặc áo đính nhiều bong bóng và ngồi lên kiệu của đội mình. Nhiệm vụ của công chúa mỗi đội phải cố gắng làm bể bong bóng trên áo của công chúa đối phương. Đội làm bể hết bong bóng trên áo của công chúa đối thủ trước sẽ giành chiến thắng. Sẵn sàng chưa? Sẵn sàng. Mời mặc áo. Sẵn sàng chưa? Sẵn sàng rồi. Sẵn sàng rồi. Chơi đi anh, chơi đi. Chơi đi anh ơi. 3, 2, 1, go! Tấn công! Tấn công! Chuyện chơi ơi, trời ơi! Hay quá! Trời ơi! Ê, cái này ghê quá anh ơi, ghê! Ôi ơi! Ôi ơi! Ôi ơi! Cái này không phải công chúa đâu! Cái cây nó dễ chạy mặt lắm. Ừ, bóp tay đi cho Nguyễn. Bóp tay đi, bóp tay đi cho anh quăng cái cây đi. Cái đũa. Ừ, quay bộ mình lại anh ơi. Quay mẹ lại. Rồi, cứ cái cây này chạy chút đi.
bà Vinh Vũ bà cũng manh động lắm đó, bà có gì bà có nhường đâu nha. Tấn công đi, tấn công đi, tấn công, tấn công. Trời này bị mệt rồi. Trời dạ ơi, ai khuyên em mà không mệt. Trời đó hả, đưa anh Vinh lên. Bóp đi. Đằng sau, đằng sau. Tấn công. Ra đằng sau. Coi chừng bóp trúng cái đầu anh Luật. Học lén anh Luật đi. Cầm bóp anh Luật đi. Đội tuổi tác đó với đội tuổi trẻ. Rớt cái thùng ngội phát ơi. Chạy anh ơi. Chạy anh ơi. Chạy anh ơi. Ơi tệ. Tiến Luật với Thái Trinh đã quá mệt mỏi rồi. Bây giờ khỏi khiến kiệu được không? Không được. Trời ơi trời. Công chúa mà có đi bộ bao giờ. Mọi người kỳ quá à. Mọi người phải cố gắng lên chứ gì đợi mình chứ. Ai kêu em nặng quá làm chi. Trời ơi. Tự nhiên. Hoàng lắm. Quá sao đây sao lắm. Tấn công đi. Coi chừng bóp lộn chị ơi. Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Đúng rồi, đúng rồi. Yeah, pháo nổ vui quá. Tới, tới, tới rồi, tới, tới. Thôi, nè ơi, đúng rồi, sao không? Thôi, dạ ơi, trời ơi. Không có bẻ lội tay, chơi gì dạ ơi, chơi đi từ. Dừng lại, dừng lại. Ôi ơi, phát thật là phát bóp mấy cái luôn. Có em đỡ đó, đồng đội em thôi. Trời ơi, phát thật quá, bóp. Thấy rồi, thấy rồi, thấy rồi, dừng lại, dừng lại. Phát bóp hai cái bốn cái luôn, hai cái nè, hai cái, tôi thấy bóp bốn cái. Tôi là người tốt mình mắt. Hồi nãy á là Võ Tân Phát là bốp của Lâm Vy Dạ hai quả bóng ở cái khu mà 1 giờ. Nhưng cái khu 3 giờ là Tiến Luật đã âm thầm bóp. Bóp 2 quả. Đâu có đâu. Đó. Cho nên cái việc ăn gian đó là đồng đều. Và đội của mình còn muốn bấm không ạ? Còn 4-5 cái lần. Ở lượt đầu tiên đội màu hồng chiến thắng. Hay quá. Hay quá. Đội của Tiến Luật thua bởi vì không phải là giả bóp được, mà tại vì ở dưới đi không nổi. Tuổi già sức yếu. Một chú cần để kiểu thì già, một con bé thì quá trẻ. Đúng rồi. Sức trẻ, sức già bị trên nhau, đã vậy rồi. Con chú thì bị béo phì. Béo phì. Con chúa nói xạo có 52 nhưng mà tôi nghĩ phải 76, 77 chứ không hết. Như vậy là đã có rồi. Rồi, mời cặp tiếp theo vô. Bây giờ là lượt tiếp theo, màu xanh và màu tím. Tôi thấy khả năng là bên đây là trụ mạnh nha. Bên đây người hai người rất là mạnh luôn. Chưa chắc, nhưng chưa chắc. Nhưng mà người ở trên phải khéo léo nữa. Em xin phép được vô ạ. Em xin phép được vô, bé dễ thương quá à. 3, 2, 1, vô. Ủa nặng nha. Tới đây. Sao lại gặp không? Tới đi, bóp đi. Sao lại gặp không? Bóp đi, bóp đi, bóp dưới. Bóp đi, bóp đi, bóp đi. Bóp đi. Ê, ê, ta, ê. Xe ra, xe ra, xe ra. Ôi, Anh té rồi. Buông em ra, buông em ra. Trời ơi. Bên đây còn 1, 2, 3, 4 phía sau. Còn với 4 quả thôi. Mà 4 quả phía trước nha. Bên đây là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 quả. Bên kia độn trong người nữa kìa. Không có độn mặt vô dính á. Móc ra, móc ra. Mặt quá. Tiếp. Rồi. Lên. Nhi, cẩn thận nha. Tập trung đằng trước thôi Nhi. Nhi, cẩn thận nha. Cái khu vực này trời dễ ơi, lắm á. Khu vực này xuất sắc. Cẩn thận lên nha. Trời ơi. Đúng, mình hẳn
chân luôn á. Bóp đi. Vậy ơi, vậy à. Dừng lại. Rồi. Sao? Ủa? Chơi lại. Không có gì để bể. Đúng rồi, chúng tôi chính hợp đồng độ là chính. Yes. Đúng rồi, hồi nãy là thấy vừa rồi còn cái hình như là của Trung tự bóp của mình hay sao á. Ủa? Anh bóp của anh luôn hả? Phải không mọi người? Chết rồi, em ngu như vậy sao? Trời ơi, tự bóp cái bóng cuối cùng của mình sao mà? Trung tự bóp của mình, nhưng mà chúng tôi vẫn công nhận rằng là bên kia bị bẻ hết trước. Đúng rồi, đúng đúng. Đội chiến thắng là đội màu xanh. Yeah, yeah. Rồi, như vậy chúng ta có hai đội chiến thắng, đội màu xanh và đội màu không, đội màu vàng bên kia. Bé ơi. Ê, dạ ơi, khu này dành cho người thất bại. Như vậy đội chúng ta là một trong hai sẽ là hạng nhất và hạng nhì. Đội chúng ta một trong hai là hạng ba và hạng út. Rồi, mà bước vô. Các bạn sẽ lựa chọn trong đội mình hai cặp chơi. Mỗi đội một cặp, tức là một người cộng một người. Người được cộng chỉ có một quả bóng mà thôi. Bên này cũng như thế. Rồi, xin mời chọn. Đội tôi sẽ chọn vua cha và công chúa. Tiến Luật sẽ cộng Thái Trinh. Bên đội mình. Sao đội mình chọn đi ạ? Thôi em cộng tôi. Em cộng anh đúng không? Rồi, vô. Vậy thì chị Dạ phải cộng anh Luật. Chiên đậu tôi chia rồi. Sẵn sàng chưa? Sẵn sàng. 3, 2, 1, go. Tuyệt vời. Đồng đội tôi ơi. Vô, nhất một lần. Hay quá vậy rồi. Khoan, dừng lại. Ủa, chứ tôi không được bóp hả? Trời ơi. Thẻ đỏ. Thua. Đúng vậy. Thua. Chiến thắng là đội màu tím. Ủa. Khoan đã, người ta chưa hiểu luật thì phải được thông cảm chứ, mắc gì xử thua người ta. Ba đội này hiểu, một đội không hiểu thì phải thua thôi. Đúng rồi. Bây giờ chúng ta dù gì cũng là một tập thể đúng không? Bây giờ mình nói về số đông nè. Đúng ai rồi. Ai nghĩ rằng đội luật nên thua? Hai ba giơ tay. Thua. Hợp lý chưa? Hợp lý. Bây giờ là hai đội nhất và nhì, xin mời. Bây giờ màu xanh và màu hồng sẽ là hai đội tranh giành giải nhất, bởi vì giải nhất là 3 điểm thưởng. 1, 2, 3, lên. Tấn công. Vô. Cô lên Tiết ơi. Ngồi hí đi. Bây giờ cô ơi. Cô Tiết. Trời ơi. Rồi, lên người đã. Luôn, để ta lên người đã. Hai, ba, lên. Go. Đừng có quay lưng lại. Sao cứ sủa hoài vậy? Như vậy, trong trò chơi đầu tiên, đội 3 điểm là đội màu xanh, đội 2 điểm là đội màu hồng, đội 1 điểm là đội màu tím, O điểm là đội màu vàng. Hay quá. Thưa quý vị thân mến, bây giờ là trò chơi thứ hai của chương trình Siêu Sao Siêu Sao. Tôi thả ga mua sắm đã. Đây là trò chơi thứ hai, tức là trò chơi cuối cùng trong buổi tối ngày hôm nay. Vui như mưa, ướt như tắm. Bốn đội chơi lần lượt sẽ có 3 vị trí thực hiện thử thách. Người thứ nhất
múc nước từ hai thùng và đổ lên đầu người thứ hai. Với sự cản trở của hai người đội đối thủ, người thứ hai trên đầu sẽ đội nón bảo hiểm có vật chứa nước. Nhiệm vụ là ngồi và hứng nước. Khi có nước sẽ truyền qua cho người thứ ba. Người thứ ba trên đầu giữ bình nước. Trong bình nước có quả bóng. Người thứ hai đổ nước vào bình cho đến khi quả bóng dâng lên cao. Đội nào hoàn thành thử thách trước sẽ giành chiến thắng. Trò chơi này là trò chơi phối hợp đồng đội. Wow. Yeah. Đây, chúng ta sẽ có đây là bóc thăm. Bóc thăm chúng thử. Thôi, đừng bóc nữa dạ. Hồi nãy bóc chơi đầu. Bóc theo màu đi em. Bóc theo màu đi. Mà bóc theo màu đi ạ. Cái cuối cùng của mình. Màu vàng là số 1. Nặng. Con số nào chính là lượt chơi? Số mấy? Ok không anh? Có lượt nào không vậy? Thật là không vậy đó. Chán em ghê luôn. Số mấy? Số 4. Số 4. Đây chắc chắn là dạ. Số 3. Số 3. Vậy là số bị xé chính là số 1. Bóc hai lần. Hai lần số 1. Chúng ta có 3 vị trí, ai vị trí số 1, số 2, em số 3. Em ở đây. Thôi, em đâu có mạnh mẽ em đâu, ra ngoài coi. Nhưng mà ở đây phải cần sức mạnh nha. Ok. Bởi vì ở đây không mạnh là hai bạn còn lại không có giọt nước nào. Vậy thì chị ngồi ở đây đi. Rồi, mời Trinh ngồi vô. Ngồi cái đó là ướt chùm bẹp đó. Mời đeo phụ kiện. 3, 2, 1, go. Cuộn, cuộn, cuộn lên. Đặt bóng xuống rồi, đặt, 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 đặt. Đổ lên. Đổ đi Trinh. Trời ơi. Trời ơi. Trời ơi. Cái gì vậy? Đúng rồi đó Khoan. Trời ơi. Đúng rồi đó Khoan. Trời ơi. Sao Khoan bên đây rồi? Gì vậy? Đặt đi. Cái gì mà giặt thứ đâu. Nước. Giặt nước ở đâu trong cái xô. Lượt lại bên trái, 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 lượt hay quá rồi, đội hai lần thứ hai. Giặt. Rồi xuống. Cái gì vậy? Có sao không? Ý là mình chưa có chơi á anh ơi. Con tay. Con tay, con tay, con tay. Dừng lại, dừng, dừng. Đội tiến luật là sàn đầy nha. Sàn đầy. Mọi dạ. Sự đổ vỡ bây giờ là không tính nữa. Dạ, đoàn em có phục vụ cơm lam ngũ sắc nè. Mà anh chị, anh có ước không? Không. Đội tiếp theo đi ạ. À. Xin hỏi có ý kiến gì khi chơi không? Sợ lạnh. Sợ lạnh hả? Dạ, hy vọng là cái tay bạn nữ vẫn ngắn mà bạn múc được, bạn dành quá. Tay có chút ép mà bạn dành múc nữa. Anh cô. Ơi, anh phải tin em. Thôi, tôi thấy đừng không giật, ổn múc. Rồi. Họ có ý kiến gì không? Em thấy bạn nữ bên đội mình xung ba khía quá mà cũng không biết được thôi. Rồi, em lo. Thấy là đội mình tôi hơi lo cho đội mình á. Dạ đúng, em cũng lo. Em thấy cái này nó quá dễ dàng rồi anh Giang, em dạ. Khó hơn. Quá dễ hả? Cũng khó hơn đúng không? Đúng rồi. Quay lưng lại luôn. Được, chơi vậy đi. 3, 2, 1, bắt đầu. Vô, vô. Giật cái lực, giật mạnh lên. Đâu có cần giật đâu được đâu. Ủa? Khoan chưa chết rồi. Ủa chưa. Chơi mà chưa. Chơi mà chưa. Hai. Hai. Rồi rồi. Trời ơi. Thấy như con robot. Hay lắm, hay lắm. Có nước rồi anh ơi, có nước rồi, có nước rồi. Ha 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 ha
Có sao không? Có sao không? Có sao không? Có sao không? Bạn lại đi. Dùng tay cầm vào cái thao. Cố lên. Nhìn cô nó căng thẳng quá. Bên này đi. Bên này gọn hơn. Bên này đi rồi. Bên này có tình người hơn. Bên đó, thấy không? Có tình người rồi. Có tình người hơn. Anh Lực ơi, đừng có nương Lực ơi. Trời ơi, tôi chuột dây rồi kìa. Cho làm còn muốn gì nữa. Cái đầu lên anh ơi. Em tức anh Lực quá, để vị trí đó cho em. Đúng rồi, qua đi ngoại. Sắp đầy rồi kìa. Sắp đầy rồi kìa. Dứt dứt. Rồi, đầy nước rồi. Rồi, đổ. Nè. Thôi, chạy tay rồi. Dạ ơi. Ôi, trời ơi, trời ơi, trời ơi, trời ơi, trời ơi, trời ơi. Trời ơi, trời ơi. Trời ơi. Còn xé nữa. Còn một xé nữa nè. Cố lên. Sắp hết giờ, gán lên. Tính em, tính em, tính em. Đó, đợi đủ rồi đó. Hết giờ. Chưa đầy nha, chưa đầy tràn. Hết giờ mà vẫn chưa tràn đầy nha quý vị. Trời ơi, ủa. Trời ơi, ủa. Bị nhíu ra một miếng nữa. Hai bạn mất thêm một bớ. Rồi, hỗ trợ giữ nước đi ạ. Rồi, bây giờ cố gắng giữ đi. Đội khác không được phá. Tháo nó nguy hiểm ra. Để lát mình còn đo với đội khác. Rồi đi qua để trong sau cửa kìa. Ủa? Cái gì đó? Ủa? Có sao không gì ơi? Công thức mà chơi nãy giờ. Được, tiếp chơi hay rồi, coi như là đi bụi rồi. Như vậy là đội Trương Thảo Nhi, Minh Rau và Hiếu Khánh không có giọt nước nào. Rồi thứ ba, chúng ta có hai lượt chơi. Lượt đầu tiên là đội Lâm Vi Dạ, đội Tiết Luật hoàn thành xuất sắc trong thời gian chưa công bố đầy tràn. Đội thứ hai là đội của Trương Thảo Nhi, Huy Gánh và Vinh Râu, xuất sắc không có giọt nào. Không có giọt nào. Ba hai một. Trời ơi, trời ơi, trời ơi, trời ơi, trời ơi, trời ơi, bình tĩnh con ơi. Cạo theo nhịp thôi. Trời ơi Phúc ơi. Từ từ thôi. Hay quá Hồ Tiết ơi, hay quá. Kéo, kéo, kéo. Trời ơi. Thu cái dây lại, thu cái dây lại. Kéo qua đây. Wait a minute. Ném qua đây. Ném qua đây. Ôi, Phúc ơi. Ôi, ôi. Em ngược lên. Em ngược lên. Xin lỗi, lỡ. Ha ha ha!
Cầu bình an. Cuộc chơi thì ngắn mà cuộc đời thì dài. Sao ông cứu em? Trời ơi. Trời ơi. Ủa cái gì vậy? Cái gì qua cái này luôn vậy? Trời ơi, cái gì vậy? Ôi mạnh quá, ôi mạnh quá. Ráng đầy đi. Đây, trang. Rồi, thời gian dừng lại. Cảm ơn các bạn đã được công nhận rồi. Không cần lấy nước nữa, nhưng vẫn mang về sự tràn đầy. Thời gian chúng tôi chưa biết. Mọi cay đắng các bạn ơi. Các bạn ơi. Ôi. Giòn cho đội màu gì? Thái độ vì vị. Tụi em đã làm gì đâu? Em có làm gì đâu? Ai là người bố đi rồi biết. Đã làm gì đâu? Đi vô đi. Nhưng mà em làm gì? Vị trí số 1 là Võ Tấn Phát, số 2 là Tăng Phúc, số 3 là Chu Vũ. 3, 2, 1, go! Cố lên anh ơi. Ôi trời. Ủa cái gì vậy? Rớt cái trong mũi. Bình tĩnh. Nè cái này về là tụi em cái kem nha. Chen hả? Về làm gì em cái chen hả? Ôi trời ơi. Em canh vừa đổ vô á, Phát quá. Bình nương ơi, chừng nào gần ấy mình chưa. À đâu á. Vậy mới vừa. Phát ơi, cái răng cái mũi. Trời ơi hứng luôn kìa. Không đáng kể. Trời vũ đạo quyến rũ á. Cõi độ luôn. Nè tránh hỏi Phát. Lẹ 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 Phát. Tránh hỏi đi Phát. Phát ơi tránh hỏi đi Phát. Không có chuyện đó đâu. Ha 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 ha!
Rối luôn rồi, rối luôn rồi. À, này giống như là mình đang điều khiển con rối ha. Kéo đi anh Trung ơi, kéo đi anh Trung. Anh ơi cô kéo đi, kéo đi. Quay lên, quay lên, quay lên, quay lên. Kéo đi anh Trung. Kéo đi Trung ơi, kéo đi anh Trung ơi. Kéo đi anh đi cô, kéo đi anh đi cô ơi, kéo đi anh. Hey. Up low. Up low, up low. Đừng đổ đầu em ơi, đừng đổ. Em sợ quá, em sợ quá. Trời ơi, cái nước đó mà, cái nước đó mà em rửa mặt được hay thiệt luôn á bác. Rồi đó, rồi đó. Còn một xíu nữa. Uống luôn, uống luôn, uống vô, phụng vô luôn. Phúc ơi, Phúc ơi, go Phúc, go, go, go. Đây là số lượng nước của bạn. Bảo vệ đi ạ. Bảo vệ nước đàng hoàng nha. Rồi, cầm cái đó chạy đi. Ngay sau đây là kết quả của tối ngày hôm nay. Như vậy là sau cái trò chơi vừa rồi, đội về nhất là đội màu vàng. Chưa hết 3 phút. Đội về thứ nhì là đội màu xanh. Đúng vậy. Yeah. Yeah. Đội về thứ ba là đội màu hồng. Yeah. Hồng. Yeah. Ủa không phải luôn hả? Đội của mình cũng rất xuất sắc, không còn giọt nước nào. Như vậy là sau 2 trò chơi thì đội nhiều điểm nhất hiện tại là 7 điểm, đội màu xanh. Yeah. Đội màu vàng đứng thứ gì? 6 điểm. Oh. Yeah. Cảm ơn nha. Đội màu hồng thứ 3 4 điểm. Yeah. Và đội màu tím thứ 4 1 điểm. Ủa 6 điểm hả? Vừa. Đó, như vậy á, họ sao không đứng thứ 4? Và bây giờ sẽ là số tiền đội giải nhất 700 triệu đồng. Wow. Wow. Đội giải nhì 500 triệu đồng. Wow. Đội giải ba và đội giải tư đồng mệnh giá 400 triệu đồng. Yeah. Còn đây thôi cái tay này thì nhỏ lắm, nãy giờ em ấy hoài. Còn có một lá một để tôi. Mở đi dạ. Nè, nặng nè. Đây nặng là số tiền trong phong bì này để dành cho việc quảng bá buổi livestream của đội mình. Đội Thảo Nhi mang về số tiền là 35 triệu đồng. Đừng tin anh Thiệu. Sẽ 35 triệu đồng. Duyên Vũ mang về số tiền là 40 triệu đồng. Nói gì nữa. Tự nhiên thấy ấm áp nặng luôn. Hết lạnh. Ủa anh ơi, một trang giấy trắng. Không có đồng nào. Đội của mình 25 triệu đồng. Bây giờ hãy lựa chọn giờ livestream. Dạ.
Tối thứ bảy. Tụi em xin quyết định. Tối thứ bảy rồi. À, nhóm tụi em là tối thứ bảy lúc 19 giờ. Buổi trưa thứ bảy sẽ dành cho đội. Trưa thứ bảy sẽ dành cho đội màu xanh. Tiếp. Tối thứ sáu sẽ dành cho đội. Dạ tối thứ sáu hả? À, bên đội này có vẻ yếu kém về voucher hơn. Xin dành cho tối thứ sáu cho đội màu hồng ạ. Và trưa thứ sáu sẽ dành cho đội màu vàng. Và ngay bây giờ là thời gian để dành cho các đội bàn tính kế hoạch cho buổi livestream của đội mình. Xin mời. Rồi bây giờ vậy nè mọi người, mình có 25 triệu thì vẫn như là nhờ tuần trước. Anh nghĩ 25 triệu đó mà là mình đi thuê người thôi. Đó, thuê một người khoảng 10 triệu, 15 triệu đó, thuê hai người rồi xong. Và chưa kể là có khách mời được tới nữa, có thể là Diệp Lê, có thể là Bu Mét 7. Thì mấy người đó người nào cũng là chuyên đi like không, rất là giỏi. Quá tuyệt vời, còn gì nói nữa. Ừ, đó, yeah, rồi, quyết định chốt đi. 2, 3, yeah. Mọi người ơi, hãy nhớ đón xem trưa thứ sáu vào lúc 10 giờ trên kênh Shopee Live nha mọi người. Buồn cái đi, buồn cái. Nói chung là chơi thấy cũng vui. Nhưng mà với cái số tiền voucher mình nhận được thì khá là nhiều. Dạ thì nhiều nhất đó anh. Nhưng mà cái chi phí để mình quảng bá cho phiên livestream của tụi mình thì không có. Cho nên bây giờ bàn thì cũng biết bàn cái gì. Thôi chắc là cũng chỉ biết hẹn mọi người tối thứ bảy tuần này vào lúc 19 giờ trên Shopee Live, phiên live của chương trình. Siêu sao siêu sale, cười thả ga, mua sắm đã. Đã lắm, đã lắm. Đã. Cảm ơn em. Dạ. Một cô gái tràn đầy năng lượng. Dạ đúng. Mọi người cứ nghĩ là em quậy nhưng mà không phải. Thật ra em quá nhiều năng lượng. Nhờ vậy mà đội chúng ta đã thua bét. Em không thua lắm đó. À. Nhưng mà không sao. Ta thua hơn ta đó. Dạ đúng rồi đó. Cuối cùng Nhi cũng gỡ lại là coi như mình. Đây nè, đây nè, đây nè. 35 triệu. Và 400 triệu tiền voucher. Cho nên mọi người hãy ủng hộ đội của tụi mình. Và hãy theo dõi cái phiên live của anh em tụi mình vào trưa thứ bảy lúc 10 giờ đến 2 giờ chiều. Sao siêu sale, cười thả ga, mua sắm đã. Công nhận ok nha. Gì hả? Thôi giờ kiếm một người thua không hả? Cũng vậy em. Cũng nhiều tiền đó, tại vì hạng 3 với hạng 4 là cùng voucher 400 triệu. Ủa mà nếu mà lấy 400 triệu thì quảng cáo là quảng cáo hả? Đúng rồi, mình có thể quay teaser hoặc là chạy ad, chạy TTC cũng được, print ad cũng đúng được. Đúng rồi. Mình quay mukbang đi. Mua đồ ăn về trong em ngồi mang cho mọi người quay cho em mukbang. Mukbang là vừa like vừa là mình ánh quay á, mình ốc. Yên tâm, ở trên phiên live là ê hề đồ ăn luôn. Bánh trung thu, bánh nè, kẹo sữa bột nè, sữa dành cho bà bầu nè, sữa dành cho con nít nè. Tả em bé rồi cũng có luôn. Dành cho người lãng xương. Và mọi người hãy nhớ theo dõi cũng như là ủng hộ cho phiên live của tụi mình nha. Vào lúc 19 giờ tối thứ sáu tuần này trên Shopee Live. Siêu sao siêu sale, cười thả ga, mua sắm đã. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi chương trình của chúng tôi. Chương trình được phát sóng vào lúc 21 giờ 10 phút tối thứ hai tuần trên HTV7. Xin chào và hẹn tuần sau với chương trình Siêu sao siêu sale, cười thả ga, mua sắm đã. Tuần này đó là tuần trung thu. Khổ. Gì vậy? Không phải đơn giản mà tôi có cái chán này đâu nha. Ai qua được tôi? Ui. Trời ơi. Thật ra thì chơi cái này cũng đòi hỏi có sự thông minh. Mà cái đó thì đội em dư. Thôi. Đúng rồi, đúng rồi. Quang luôn. Đã lắm, 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 lắm. Đấy, nằm chờ đi. Đúng rồi, đúng rồi. Rồi, sai lần này. Được không? Rồi, loại. Nguyên. Trả lại rồi. Anh sẽ luôn chờ em, chờ em. Là người cho em vòng tay, bên em mở khi em. Hết lên chị, hết lên luôn.